Lúc ấy cửa hàng đã nói với các bác là tại vì con cục dàn này nó có chức năng là bát mít chép, và như vậy thì khi các bác lấy tín hiệu từ nó ra thì nó có thể chỉnh âm sắc cho cái âm thanh xuất ra. Và cửa hàng quay thêm một đoạn này coi như là giới thiệu thêm cho anh em đó. Lấy tín hiệu số 1 con âm ly on key off phía dưới anh em nhé. Với cái cục này thì anh em có thể coi nó là một cái âm ly chạy đấu loa trực tiếp, hoặc là dùng nó làm đầu phát nhạc FM này, đầu CD này, đầu MD này, đầu băng cassette đó. Nhưng nó hay hơn những cái cục mà thường bán, đó là nó có chỉnh bát mid chép nên cái âm thanh xuất ra, giả sử tín hiệu đĩa CD, các bác có thể chỉnh âm sắc cho cái tín hiệu đó. Nó giống như là các bác đang dùng lọc nhạc ấy. Nó giống hệt như đang dùng lọc nhạc và pre, giống hệt dùng lọc nhạc và pre. Có nghĩa có thể coi cái này làm đầu phát nhạc, lọc nhạc kiêm pre cũng được, bởi vì nó có volume, có chỉnh âm sắc cho âm thanh xuất ra. Ok chưa? Nó chỉ khác mỗi cái không có giải mã. Đó. Bây giờ chuyển sang CD anh em nhé. Mở đây đi. Đó. Chạy full tính năng hết. To nhỏ ở đây. To nhỏ thì nó gọi là pre, còn chỉnh âm sắc thì gọi là lọc nhạc. Cục này nó cũng là cục giải mã anh em nhá. Nó chỉ chạy trực tiếp cho nó. Bát chép này. Ngày xưa em hay nói với khoa. Đây là tôi đang chạy cái âm ly phía dưới này này anh em nhá. Nên anh hay tìm tặng cho em những cánh hoa màu tím. CD vừa nãy chạy rồi, thôi không chạy nữa. Bằng cassette cũng chạy rồi. Ok. Cái tính năng đấy nó hay ho lên, hôm nay cửa hàng lần đầu tiên giới thiệu đến anh em. Có nghĩa là một sản phẩm điện tử nó có nhiều tính năng. Nếu mình biết khai thác nó thì sẽ thấy nó rất giá trị. Đó. Xin cảm ơn.